Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, Full One Piece Chapter 1099. Vậy là cuối cùng, sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter cũng đã được công bố, thì mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon đã có bản tóm tắt đầy đủ chi tiết của chapter. Và có thể thấy nội dung của chapter này tiếp tục là đoạn hồi tưởng của Kuma thông qua Bonnie về những gì đã xảy ra sau khi vua Bakuri quay trở lại đất nước Sobek, tức là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Đồng thời chapter này sẽ có 17 cung tranh, tức nhiều hơn những chapter bình thường. Vậy cho nên nó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em hãy like và share video giúp mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1099 là người yêu chuộng hòa bình. Và có thể thấy nội dung của chapter này là tên dự án khoa học Batavita, và đó là những tên người máy sinh học đã xuất hiện tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, hay sau đó nữa là trong trận chiến với bằng hải tặc Tứ Hoàng Đảo Trắng tại trận chiến thượng đỉnh Marineford. Trang bị của chapter tuần này là hình ảnh theo yêu cầu của độc giả. Chúng ta thấy bà con Tanuki đang ngồi trên tóc của Kusuke Unen, một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Bảo chúa Bakuri đã quay trở lại đất nước Sobek sau khi tên này nghe sự việc vua của đất nước qua đã làm là đốt cháy vùng xám. Và cho nên tên bảo chúa này muốn làm điều tương tự với đất nước Sobek, tức là đốt phá và giết chết tất cả những người trong đối. Do vậy thì với sức mạnh của mình, Kuma đã ra tay tiêu diệt tất cả. Bởi Kuma không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh bảo chúa Bakuri phá hủy Sobek. Và đây là một sự kiện vô cùng lớn với tên gọi cuộc cách mạng một người của Sobek. Và ngay sau đó tại thánh địa Merizoi, Thánh Sao Tình đã nghe tin tức về một vị vua mới của đất nước Sobek. Và nó làm việc của lối tên này nghĩ ngay đến Kuma, một người thuộc chủng tộc Buccaneer mà Thánh Sao Tình đã gặp tại các Fallen nhiều năm về trước. Quay trở lại với Kuma, sau khi đánh bại bảo chúa Bakuri, Kuma được người dân tại đây chọn là vị vua tiếp theo của đất nước này. Mặc dù đã từ chối nhưng vì người dân ở đây yêu quý nên Kuma đành chấp nhận lời đề nghị này. Tuy nhiên, Kuma chỉ là vua trên danh nghĩa, tức là vua nhưng không phải là người điều hành trực tiếp, mà thông qua một người khác nữa, đó là vua Bundot. Đây là vị vua đời thứ hai của đất nước Sobek. Kuma làm như vậy vì muốn chăm sóc cho Bonnie. Thông tin tiếp theo là về Bonnie. Thế đó thì đã không có một cuộc mua bán hay trao đổi, mà Bonnie đã vô tình ăn trác quỷ Toshi Toshinomi. Trác quỷ này cho phép Bonnie có thể thao túng được tuổi tác của con người hay là một vật vô tri nào đó. Do vậy thì chi tiết về tình huống này đã không được đề cập ở chapter. Chỉ biết rằng sau khi ăn trác quỷ này, Bonnie đã biến cơ thể của mình thành một người trưởng thành giống với thời điểm hiện tại. Và tất cả mọi người đều sốc khi nhìn thấy Bonnie ở hình dạng này, bởi tất cả đều cho rằng hình dạng này rất giống với Ginny. Để rồi một thời gian sau đó, vua Bundot đến thăm nhà thờ cùng với hoàng hậu Connie. Lúc này chúng ta thấy Bonnie đã cố gắng biến đổi cơ thể của mình thành hoàng hậu Connie, và nó hoàn toàn giống 100%. Và đây cũng chính là hình dạng mà Bonnie đã biến thành tại thánh địa Marizoi trước đó. Để rồi sau đó, vua Bundot mang tin xấu đến cho Kuma khi nói rằng cựu vương Bakuri, người đã trốn thoát sau lần trầm mạng trước đó, giờ đây đã được chính quyền thế giới trong lưng. Bọn chúng đã cố tình phao tin rằng Kuma đã lật đổ vị vua hợp pháp của đất nước Sobek là Bakuri để tranh giành quyền lực. Và giờ đây Kuma là một kẻ thống trị độc ác của đất nước Sobek. Vậy cho nên chính quyền thế giới sẽ cho vua Bakuri mượn quân lực là hải quân đi lấy lại đất nước Sobek. Thông qua chi tiết này thì chúng ta cũng đã biết được vì sao Kuma trở thành bảo chúa trong mắt người dân trên toàn thế giới. Đó là vì chính quyền thế giới đã che đậy những tin tức tại Sobek. Và điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi: liệu có bao nhiêu đất nước phải chịu chung số phận như Sobek đây? Và thành thật mà nói thì thế giới hiện tại trong One Piece là một thế giới không đáng sống. Quay trở lại với những diễn biến của chapter, sau khi biết được tin tức này, Kuma đã quyết định tự mình xử lý Bakuri một cách chu đáo. Nhưng nếu làm như vậy, Kuma sẽ không thể nào ở lại đất nước Sobek được nữa, bởi nó sẽ gây ảnh hưởng đến đất nước này. Và cho nên Kuma đã giao đất nước Sobek cho Bundot. Và vì vua này đã hứa với Kuma rằng sẽ đưa Bonnie đến sống cùng mình trong lâu đài để đảm bảo Bonnie không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tự nhiên. Sau đó Kuma gặp trực tiếp Bakuri. Chúng ta thấy Bakuri đang được hộ tống bởi một hạm đội hải quân dưới biển. Nhìn thấy Kuma, tên bảo chúa này hét lớn: giết hắn, hắn là tên bảo chúa đã cướp lấy đất nước này khỏi tay ta. Tuy nhiên một lần nữa Kuma đã tự mình đánh chìm tất cả những con tàu chiến của hải quân. Do vậy thì chúng ta vẫn chưa biết được tên bảo chúa Bakuri còn chết hay là sống. Sau sự kiện chấn động này, Kuma đã bỏ trốn ra biển và trở thành một hải tặc. Kuma trở thành một hải tặc bảo chúa và tiền truy nã của Kuma cao ngất ngưỡng. Trong khi đó tại Sobek, Bonnie đang sống dưới sự chăm sóc của hoàng hậu Connie. Sau khi đọc những tin tức về cha mình, chúng ta thấy Bonnie nói: khi nào lên 10 tuổi, con sẽ trở thành hải tặc giống bố. Chapter tiếp tục quay trở lại với Kuma. Lúc này chúng ta thấy Kuma đã đi khắp nơi trên toàn thế giới để tìm cách chữa trị cho Bonnie. Kuma đã đến thăm tất cả những hòn đảo, những nơi mà Kuma đã đưa toàn bộ băng hải tặc mũ rơm đến sau sự kiện Sabaody 2 năm trước. Chúng ta thấy Kuma đang nói chuyện với người dân vương quốc Torito, nơi mà Kuma đã đưa cho bờ đến, hay sau đó là gặp hòn đảo thời tiết của Nami và gặp Herodes, thầy của Usopp, tại hòn đảo thực vật Boeing. Cuối cùng, chúng ta thấy Kuma đã đoàn tụ với nhà cách mạng Dragon trên con tàu Wing Granma. Đồng thời lúc này, tất cả những chiến quân quân đoàn cách mạng đều có mặt tại đây, ngoại trừ Sabo và Koala. Sau đó, nhà cách mạng Dragon đã nói với Kuma rằng Ivanko và Anajuna đều đã bị bắt nhốt tại nhà tù khét tiếng Emerald. Do vậy thì chúng ta vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự việc này. Chỉ biết rằng khi gặp Luffy, Ivanko nói rằng đang chờ lệnh của nhà cách mạng Dragon. Và cho nên theo tôi, sự việc Ivanko bị bắt là một phần kế hoạch của nhà cách mạng Dragon. Trong khi đó thì hiện tại Kuma
đã trở thành vua, bạo chúa và giờ là hải tặc. Bất chợt, Belobetti đã hỏi Kuma một chuyện. Chúng ta thấy Belobetti nói: Kuma, tôi muốn trở thành tư lệnh quân đoàn phía đông. Nhưng Dragon đã nói sẽ không trao vị trí đó cho bất kỳ ai, trừ khi nào được anh cho phép. Và đây chính là chức vụ mà Kinney đã từng đảm nhiệm. Và sau khi nghe xong những lời nói của Belobetti, thì Kuma liền đáp: Vậy là một người phụ nữ mơ hổ sẽ trở thành chỉ huy à? Ổn mà. Bởi Kinney cũng từng bị mọi người chê là mơ hổ. Và nói như một sự đồng ý của Kuma về việc chấp nhận để Belobetti trở thành chỉ huy quân đoàn phía đông. Sau đó, Dragon nói chuyện với Kuma về tiến sĩ Vegabin. Dragon cho biết chưa bao giờ giới thiệu Vegabin cho Kuma, bởi Kuma sẽ không thể nào gặp được Vegabin khi vị tiến sĩ này còn ở bên Hazard. Tuy nhiên, một tai nạn vừa mới xảy ra tại bên Hazard, đó là vụ nổ cực lớn do Caesar Clau gây ra. Và cho nên, Vegabin phải di chuyển đến phòng thí nghiệm mới. Và nhà cách mạng Dragon nói rằng, phòng thí nghiệm mới của Vegabin hiện tại có hệ thống phòng thủ vẫn còn rất yếu, và cho nên Kuma có thể gặp được Vegabin ngay lập tức. Sau đó chúng ta thấy Kuma nói: Cảm ơn anh, Dragon. Nếu tôi có thể chữa bệnh cho bọn này, tôi muốn được chiến đấu bên cạnh anh một lần nữa. Và sau khi nghe thấy những lời nói chân thành của Kuma, Dragon liền nói: Hãy phó mặc số phận cho cơn gió đi, bạn tôi. Và tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết này, bởi đó có thể đây là một gợi ý của Oda về sức mạnh năng lực trác quỷ của nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy đang sở hữu. Chắc ta tiếp tục quay trở lại đất nước Sobek. Chúng ta thấy bọn này đang học cách chiến đấu, và thậm chí bọn này có thể đánh bại một người lớn trong trận chiến tay đôi. Sau đó thì Kuma đã đến Sobek để gặp bọn này. Tại đây, Kuma đã bỏ bọn này vào trong một chiếc hộp kính để đến hòn đảo tương lai SH. Lúc này, hòn đảo SH vẫn là hòn đảo mùa đông. Sau đó họ đã gặp Vegabin. Chúng ta thấy bọn này đang chơi đùa với Santomaru trong lúc Vegabin đang nói chuyện với Kuma. Vegabin đã nói với Kuma rằng ông có thể chữa khỏi bệnh cho bọn này khi sẽ sử dụng một công nghệ cấy ghép tế bào hoàn toàn mới chưa được áp dụng ở bất kỳ bệnh viện nào, nhưng chi phí sẽ rất cao, tương đương với việc tạo ra một người máy. Sau đó Vegabin đã xét nghiệm máu của Kuma và bị sốc khi phát hiện ra Kuma là một người thuộc chủng tộc Buccaneer. Vegabin đã hỏi tại sao Kuma lại đến gặp một người của chính quyền thế giới như ông. Kuma nói rằng vì tin tưởng Dragon. Kuma đã hỏi Vegabin máu của mình khác với người bình thường như thế nào, nhưng tiến sĩ Vegabin đã không thể giải thích rõ ràng cho Kuma. Sau đó chúng ta thấy Vegabin nói: Kuma, hãy trở thành hình mẫu cho đội quân nhân bản mà tôi đang định sẽ tạo ra, và tôi sẽ chữa bệnh miễn phí cho bọn này. Để rồi sau đó Kuma nói: Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện nào để cứu bọn này, nhưng bản sao của ông sẽ làm gì? Và Vegabin nói: Chúng sẽ trở thành lính hải quân. Tôi sẽ khiến chúng có thể bắn tia laser để đánh bại tất cả những tên hải tặc độc ác, và có cơ thể cường tráng để làm tấm lá chắn cho những người vô tội. Bất chợt, chúng ta chuyển sang cảnh thánh địa Medizoy. Thánh Satan đang lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Kuma và Vegabin. Chúng ta thấy tên này nói: Cái gã Vegabin đó chẳng biết cách lợi dụng cơ hội gì cả. Ta đã có một ý tưởng khác. Và theo tôi, chính ngũ lô tinh Satan đã đưa ra quyết định biến đổi 100% Kuma mất đi hoàn toàn ý thức. Quay trở lại hòn đảo tương lai SH, chúng ta thấy Kuma và Vegabin vẫn đang nói chuyện. Kuma nói: Lúc đầu tôi định sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện gì, ngay cả khi ông là một tên ác quỷ. Nhưng nếu bản sao của ông có thể cứu sống mọi người, thì có lẽ đây chính là mục đích mà tôi được sinh ra. Một câu nói của Kuma khiến tôi thật sự ấn tượng. Đến rồi sau đó, Vegabin nói: Cậu đúng là một thánh nhân đấy, Kuma. Thấy vậy, Kuma liền đáp: Không, tôi chỉ là một Bati Vita, người yêu chuộng hòa bình mà thôi. Đến rồi cuối chapter, chúng ta thấy Vegabin vô cùng phấn khích và nói: Tôi thích từ đó, hãy dùng nó để gọi cho những chiến binh tương lai mà chúng ta sẽ tạo ra. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1099 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng. Tuần sau One Piece tiếp tục có chapter mới. Trên đây là những thông tin chi tiết đầy đủ của chapter 1099. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.